Mến xin chào cả nhà đã đến video tiếp theo của Mến nha. Hồi hôm tới giờ thì mấy anh em ở bển cả nhà, mới Mến với Thép mới cũng mới về tới nhà để nhờ của năm Nhi có dặn nấu ăn ổi lộn luộc rau cho Nhi. Rồi đi ra đây thấy cái cây cơm nguội nè cả nhà, bông rất là đẹp luôn rồi, thơm lắm mà. Cái này vũ chiều mát á, nó màu nó thơm hơn nha. Còn hiện tại thì bây giờ á, là nó trời nắng lên nó ít mùi hơn. Nhìn thấy màu đẹp không cả nhà? Quá trời đẹp luôn. Nó nở gỗ hết trơn rồi. Với lại là nó có trái rồi nè. Rồi, cái trái nó màu tím tím đen đen nè. Cái trái nó tí không à. Nhìn thấy nó rất là đẹp luôn. Đây Mến đi vô coi xem năm đang nấu cái món gì nha. Tại vì nãy giờ Mến về tới cái Mến ở bên shop không à. Chưa có qua bên nhà nữa. Tại thì Mến đem cái máy cắt gõ về để dọn cỏ ở bên nhà của mẹ của Thép nè. Chiều nay thì Mến đi qua bển để dọn cỏ. Năm ơi, nấu cái gì vậy? Xong rồi hả? Có bí đỏ không? Nấu hầm rồi. Hầm. Cần nước nè. Bí đỏ đây mai. Tại vì thím ba nãy dặn con á, hầm bí đỏ cho Nhi. Bí đỏ không? Nhi nó hay nó mua cái kêu hầm cái này nè. Bắp xuống màu tím như ấy mang á. Ủa giờ đem ra ngồi ngủ sao? Ủa ngồi để đỏ để sắp sửa đây nè. Ủa? Bổ máu. Bắp cải này màu tím gì luôn hả? Ừ. Thì đi mua bắp nó xanh nắng trên bố. Wow, màu tím đẹp nè cả nhà. Vỡ ra để vỡ con chơi. Ôi cái mùi thơm dữ ta. Chứ sao? Rồi. Còn nấu mà. Rồi ôi gọi coi kìa. Mặt đổ mồ hôi cỡ đó luôn. Mùi nắng rồi. Sao? Bắt cái máy hơi lên nè, cái máy hút lên. Có cánh cửa nó vậy mà không mở ra đang cho nó mát. Mới về tới mà. Về mà mấy giờ chưa? 10 giờ chưa? 10 giờ rồi. À, 10 giờ lên. Con mới mua vịt cháo cái hộp cháo cho Nhi ăn rồi con chạy về á. Hộp gì? Hộp cháo trắng á. Huy nó nhiều rồi con đang nấu nhiều quá nè. Nấu đi xuống ở nó đồ ăn trong quán nó có mua mà mình nấu cá đồ còn ổn lắm, thịt ổn lắm. Thì đúng rồi. Bây giờ công chính là này. Trong quán làm gì ngon mà mình nấu ngon bằng nhà. Cái này trong loại dĩa này là ủa bữa nay biết sử dụng nồi này đó hả? Biết nấu gì luôn nè. Ủa bây giờ tắt cái này sao? Làm tắt cái đó. Đó, vậy là tắt cái đó. Biết nấu hả? Mến cái nồi này Nhi chỉ mới có lần một à. Cái này cũng có lần biết là dễ à. Mến nấu lần trước sau lần sau là Mến quên rồi đó. Tại vì nếu mà mình nấu hàng ngày thì mình sẽ nhớ, còn lâu lâu như một tháng rồi hoặc là nửa tháng mình vô nấu một lần là Mến không nhớ đâu cả nhà. Vậy là dở là Thép đem đi qua bển. Con ở đây buổi chiều này con đi qua bên nhà thím ba rồi. Đi vậy? Con đi dọn cỏ ở bển. Cũng hôm mai, hôm mốt thì cũng hiệp rồi hôm mốt. Dạ. Cái này cho Huy đi xuống nãy con Năm định. Bây giờ lục mấy trứng gà cho nó ăn thôi. Cho thím ba. Ủa con trứng gà hả? Mấy trứng gà cho nó ăn con như thế này. Trứng? Quá nhiều trứng như này ba người ăn luôn á. Trứng gà có cái keo á, Năm bỏ muối tiêu vô trọng với lại lấy cái chanh bỏ vô luôn. Hồi tiêu đâu tìm thấy không? Có mẹ. Để vỏ trên nhà không. Xong ủa hổm con thấy cái hộp tiêu nữa. Ừ, có một cái hộp tiêu. Bây giờ một miếng trứng lên xuống ăn. Nhi bỏ nhiều ngăn lắm, không biết là ngăn nào luôn. Đúng rồi, để ơi hết rồi Năm ơi. Hết tiêu rồi. Ờ, hết tiêu rồi. Mấy trứng luộc bốt á, có không làm hết rồi. Dạ. Đây,
thép chắc vô ngủ rồi cả nhà, hôm thép thức rất là khuya luôn. Với lại vô tổng hay gì mấy đêm nay á, bé cũng ngủ hơi trễ, thức nói chung là ngủ chút và thức chút thức á. Với lại ở chỗ mà toàn là nghe tiếng em bé khóc không à. Giờ mến sẽ đi qua shop để tiếp anh em. Dạ. Trưa nay con ở đây mà. Trưa con ở đây mà, con đâu có. Đây. Bấm hết lớn rồi cho nó mau chín. Để nó bấm được. Không không thì bấm được giờ này. Cài nút số 5, số 6, số 8, số 9 đây. Hết cỡ luôn á. Có cho mau chín. Cái bếp này nó nhanh sôi lắm cả nhà. Bây giờ mến sẽ đi qua shop tiếp anh em. Bây giờ mến chuẩn bị đi qua nhà của thím ba để qua bệnh trộn cỏ nha cả nhà, để cho nó chóng để chuẩn bị đám tiệc tới rồi. Thép cũng đi qua bên bệnh viện này đem cơm cho Nhi ở nhà. Xăng còn ít quá ta, thích mua cái này phải ghé mua thêm để mình đổ vô máy để chém mất công giữa chừng. Ủa lộn, dọn cỏ trong giữa chừng á, cái nó hết nữa, nó lúc đó thì không có chạy đi mua được. Giờ không có, hôm nay đem về đi về quên lấy cái nón á, nón để ba cái cỏ nó văng chúng á. Mình sẽ lấy cái nón này làm kiếm bảo hộ để khỏi văng vào con, để đừng có văng vào con mắt. Đây, lấy cái xe này mình dễ đi hơn. Wow, đâu mà nóng dữ vậy? Nước á đúng không? Shipper đang đợi để mở cửa. Trang ơi, Trang. Trang. Mở cửa. Mến cũng qua tới nhà thím rồi. Bây giờ sao xem cái mấy cây cây này thì thím đã chặt mua hết rồi. Đi đặt rồi mến có qua dọn một lần á. Nhưng mà cây bự bự không thì cái máy chém cỏ thì chém những cái cây cứng không có được. Thì hôm nay mến có cầm một thêm một cái dao bự qua để tính là dọn, ai ngờ đâu là thím đã chặt hết rồi. Hết những cái cây bự rồi. Còn những cái cây vòng vòng ở đây với lại là xem mấy tường đâu nè, thì chút nữa là mến sẽ dọn luôn. Chỗ nào mà có ôm tùm này kia đâu thì mến sẽ dùng máy, không được thì mến sẽ lấy cây dao mến chặt rồi để dọn cho nó sạch sẽ. Dạ thím. Mấy cây này thím dọn hết rồi. Dạ. Bữa nay con dọn cái gì hả? Dạ con vợ con quan dọn chứ làm gì vợ. mà ý là cái chỗ cái nhà tắm á, cái bụi đó nó mọc lâu năm rồi đó. Để đi chút con lấy con dọn hết nha. Được không con? Được. Nó mọc lâu năm, nó nhiều quá, nó đổ nó nhiều quá con. Dạ. Để con đi qua bên kia. Bên xe ơi. Hồi mấy cái cây hồi nãy rồi mến có chỉ nè, thím mới chỉ á, là những cái cây này nè, những cái tán cây này với là những cái bụi cỏ này. Cây này hồi dọn luôn không thím? Có. Cây này hồi dọn nó không hay là để che mát nhà? Có đâu, không ai chặt á. Nóng không? Nóng không? Không phải nóng rồi, nó găm vô trong cái kiềng lắm con. Dạ. Vậy họ con chặt nó xuống luôn nha. Nó găm vô trong cái kiềng mà không ai chặt đó nha con. Rồi ạ. Để thôi
xong xuôi hết rồi mến sẽ xử cái cây này luôn nha cả nhà. Rồi. Trước tiên thì dọn những cái cỏ lặt vặt này trước đi, mấy cái cỏ này nè thì dọn nhanh lắm. Giờ mến sẽ đi ngay trước. Mến có mua thêm xăng cả nhà để đổ vô máy, để nhằm khi cái đổ đường cái hết cái không có mà dùng nữa. Máy thì cũng đem qua rồi. Thì không có áo tay dài với lại cái áo phát này. Thì thấy nó cũng còn mới nhưng mà nó đã gách rồi cả nhà. Gách mấy lỗ rồi. Thím đang lôi cui trọng để làm gì không biết. Ủa giờ này chế cà phê nữa về thím. Về đây rồi, kệ nó. Ủa, cái gì vậy? Có chừng dặm mấy cái này về chưa, ở dưới bệnh viện về chưa. Kìm sao miễn không vậy? Kệ nó, đang đã gì hốt coi. Để nó gì hốt. Gì hốt, đi tránh anh xuống, trong kia cũng có, đi tránh chừng dặm á. Ủa, sao vòng nhà toàn miễn không vậy? Kệ nó đi con, ấy để về chế cà phê con uống là xong rồi. Dạ. Ấy nha con. Dạ. Có chân sao thím không mang dép vô để ngồi đạp vô giò, đứt giò luôn á. Bà, ôi ơi. Nó cũng nhẹ con. Ở dưới cái bàn này hả, nó cũng nhẹ. Trời ơi. Đó, mang dép, mang dép cho rớt cho nó đừng có đứt chân thế mà. Nó lỡ rớt á. Dạ. Chứ đâu có sao đâu con. Vậy để pha để đi hồi con làm xong rồi vô uống cũng được. Không, để gì pha cho con này về hãy đi bán giấy số. Ủa, giờ này đi bán nữa? Cũng còn lại được mười mấy tờ á. Rồi thím dắt chưa về nào mà giờ này đi bán nữa? Ấy là dắt chưa về cỡ 12 giờ á. Dạ. Là xong rồi bắt đầu về lãnh giấy số người ta để dành sẵn á. Dạ. Rồi bắt đầu về nằm về nghỉ một chút rồi xong rồi bắt đầu về bán đường tu rồi. Dạ. Bây giờ về rồi xong bây giờ mát gì để bán đường tu nữa. Dạ. Chứ ở nhà mà buồn lắm, con nó không thấy ở nhà ông Mạnh Hiêu không? Dạ. Ông Mạnh Hiêu mà biết ở nhà gì sao ở. Dạ. Đó giờ bắt đầu về chế cà phê con rồi con ở nhà rồi con ấy ơi. Rồi xong bắt đầu về chạy ra gì lấy con mua gì hai tờ. Dạ. Đây đi thận. Con đi có chuyện dặm mỉ nha để chiều rồi. Rồi con mang dép mà, con có mang dép mà. Đây. Nè. Con sợ gì kìa, gì không có mang dép kìa. Hồi trưa về đi ăn tu rồi. Về đi ăn tu rồi, có xong rồi về ngủ. Dạ. Hai tờ hả? Nhớ mang dép vô để không thôi đứt ra đấy mà. Đó mày á, coi chừng á. Trời không sao đâu, con mang dép mà. Mến phát cũng dọn cũng gần xong rồi cả nhà. Thì thím ly cà phê nãy thím pha cho mến đây nè. Mến xin mời cả nhà nha. Còn mấy cây bự thì mến sẽ dùng cây gựa hoặc là cây dao thì mến sẽ chặt cho nó tiện hơn. Chứ mến chém mà cước thì mấy cái cây mà cứng không chém được đâu. Không phát được cỏ đó, cái thân cây đó. Để cho vòng cho nó trống luôn cho thím. Ở đây cũng còn có mấy cây cứng à. Tại vì hổm thím cũng có chặt mấy cái đám cây cứng hết mớ rồi. Còn có mớ rồi cả nhà. Nhờ có cái nón chụp cái mắt lại không thôi. Nãy giờ y vậy mà nó văng luôn nhóc hết trơn luôn. Mình xin mời cả nhà.
thì mình sẽ dọn cái cây này luôn. Trong khi dọn ra thì sợ nó dội nắng vô nhà, sợ thím nóng, mà thím nói là sợ cái rễ nó sẽ ăn vô cái bức tường á, với lại là cái cây đó đang ngay cái giếng, thì mình sẽ dọn cái cây đó luôn. Với lại thì còn ở bên đây á, thì cái cây này nó gai không à. Nè, nó gai quá trời gai luôn. Cây này là cây táo gừng nha cả nhà, còn mấy cây cái này thì dọn dễ rồi, chỉ là có cây táo này nó hơi khó thôi, tại vì nó gai. Với lại ở đây thì mến định nãy là nó dọn hết, nhưng mà ai ngờ đâu dọn cỏ gai kìa, nguyên vàng thanh long ở đó luôn thím trồng. Thì nãy giờ mến cũng vô á, dọn từ 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 để cho cái bụi thanh long nó lú ra cả nhà, thì dọn cái đó rồi. Với lại thì mình cũng dọn ngay cái chỗ mà ngay cái nhà tắm đó. Thì cái cây này thì gai gốc không à, cho nên là cũng hơi khó dọn. Mình chỉ dọn những cái phần ngay cái cánh cửa thôi, để mở vô ra cho nó tiện thôi. Xong ngay đó rồi, còn cái cây này thì mình cũng đã dọn hết rồi. Những cây cứng cứng ở đây dọn hết rồi, thì cũng lấy cái sào phơi đồ ra để cho thím luôn, để thím có đặt đâu đặt ngã đó, những cái cây mà lắp đó rồi thì không có dỡ lên được. Hôm nay dọn ra chặt hết đó rồi cái lấy ra luôn để cho thím, để thím muốn phơi đâu thì thím phơi. Mình cũng đi ra trước, bây giờ cũng dọn ở trước cũng rồi. Giờ thím đang làm gì trước không biết nữa. À, thím đang ngồi rửa chén à. Ủa, không bán vé số thím. Ủa? Mới ra ngoài đây gặp mấy người quen, À. em quen, nó nói gặp 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 nhà kia quen á, là người ta Dạ. cúng á, Dạ. người ta đưa đây mua giùm, mà về hết hay gì đi về, Dạ. thì ngày nào gì cũng canh sáng hay gì đi, Dạ. tới 11 giờ gì về, về nghỉ ngơi chứ lớn tuổi rồi, rồi xong nghỉ ngơi nghỉ đã, đào xong là đồ xế đầu đi lại con ạ. À. Dạ. Thế là đầu đi lại bán à, bán đúng giờ sổ là được rồi, Dạ. giờ này bắt đầu sắp sửa giờ Ninh Thuận sổ số rồi, Thím sổ số cái này ngay trong phòng á, đam mê bán vé số. đam mê bán vé số vui quá hơn, ra Dạ. ra gì gì đi ra rồi đó, ai cũng nói trời ơi, tôi nghe bà đam mê vé số mà, ủa thì phải đam mê chứ, cái gì cũng có cái đam mê không con, Dạ. đam mê cho công ty cho sản xuất vé số rồi Dạ. bán cho nhiều cho ta trúng hơn con ha. Dạ. À, bây giờ trúng giải tám cũng được Dạ. ha. Thì ngày hôm qua gì còn ế 3 tờ, cứ cái Dạ. thằng em kia nó mua xong nó nói chiều có trúng không vậy, tôi nói thay giá trúng giải tám đi. Nó nói Dạ trò trò giá gì có nó giải tám gì tệ dữ à, nó kệ nó mà ăn sở sở cũng được phải không con, dạ. ăn sở sở đi, từ từ nó trúng nhiều chứ. Ủa con thấy cái ớt này thím trồng hay gì mà cháy nhiều dữ vậy thím? Ớt đã không? Quá trời cháy xum xê luôn. Ớt này trái hả con? Dạ. Ôi ớt coi cháy nè cả nhà. Con trai thím nó trồng á, Ờ, thép đó hả? à vậy trồng cái ớt Wow. cho mẹ đó, à, Trồng. trồng trái sai thành nên đẻ con rồi chắc đi đó, chừng nó sai con lắm á con. À, cái đoạn này thì hồi nãy mới dọn ở trên, tại vì cỏ nó lớp lớp á, với lại là những cái hòn đá đây nè, đó đá đá cội, cái đá gì đá cục á, nên là không có chém sát dưới được, chỉ chém đường đi sơ sơ, sơ để cho nó trống chỗ thôi, để cho thím dễ đi ra đi vô. Cái đá đó hồi đó làm cái này nó còn dư á, Dạ. con ấy cái đó nó ấy mấy chắc á nha, Dạ. à hồi nãy giờ rồi có trúng mấy chắc có hư không con, Dạ không, nó đứt cước không à. à đứt cước không hả, Dạ à hao trời cước chứ đâu hao gì đâu. ơi. Trời cắt là gì mừng ra má chứ, mà để nó ô nó bay đầy nhà đó, bữa gì ráng gì rồi cái Dạ. chỗ này để đi đâu về là một nhà lá, đi đâu về một nhà lá, Dạ. chặt rồi nó khỏi mất công quét nhà. Dạ. Thôi vậy con về bản nha.
Thôi con về chúc cảm ơn con nhiều dạ, nha dạ. Chúc cảm ơn ngay dạ. Mến mà cảm ơn ngay khán giả. Trời có gì đâu mà cảm ơn con. Cảm ơn con hả? Trời, làm mệt phải cảm ơn chứ. Trời làm có chút rồi có gì đâu mà mệt. Không có mệt đâu hả con dạ. Làm có chút giúp chàng ta chút đâu có mệt đâu dạ. Con hả? Chúc cũng xin cảm ơn con. Mà điều có cái là cảm ơn khán giả của bên kênh của Trần Mến hả con? Dạ Trần Mến cảm ơn nha. Giúp cho ủng hộ cho Mến nha. Cho Mến mau Mến có nhà ở hả? Có nhà. Con có nhà rồi. Có rồi hả? Có nhà rồi. Có... Nhà trên giường á. Nhà cái giường sầu chung á hả? Sầu chung. Nhà con đó. Dạ. Vậy con về bản nha thêm. Con về nha con. Dạ dạ dạ. Mến cũng về tới nhà rồi. Mến cũng mới tắm rửa xong. Lấy cái thịt này nè, bây giờ Mến cũng gã đông ra đây mua chưa giờ để tủ lạnh á. Thì chú Ba hiện tại thì đang làm ở ngoài vườn nên này Mến đi vô đây tắm rửa xong rồi Mến sẽ làm đồ ăn luôn để hai chú cháu ăn. Giờ thịt này thì Mến chưa biết làm món gì nữa thì cho nên thì chắc có lẽ là Mến một là kho hay là găm mặn cho nó nhanh đó cả nhà, găm mặn ngọt cho nó nhanh với lại nấu thêm một tô canh gì nữa đặng hai chú cháu ăn bữa cơm chiều luôn. Rau thì Mến cũng đã rửa xong hết rồi ở để ở ngoài này rửa nãy giờ để cho nó gáo nước này kia rồi đó. Đây là rau Mến đã rửa rồi xong hết nãy giờ rồi nè. Mến hơi kia, cái này tại vì rau trong tủ lạnh Mến đem ra Mến để rửa lại. Rửa lại thì giờ Mến có mua thêm cà chua, chưa leo và một mớ rau thơm gấp cá lộn xộn á. Giờ bắt đầu Mến sẽ đi vô trỏng làm bưng cái hai cái gỗ rau này vô trỏng làm đồ ăn luôn nha cả nhà. Bây giờ thì Mến cũng lấy thịt ra rồi. Mến chia ra hai phần, phần này thì để nấu canh, còn phần này thì để kho. Bây giờ Mến sẽ xắt ba cái phần thịt nấu canh này ra. Tại vì này cũng thịt nhiều quá, cho nên là Mến xắt ra lấy những cái xương này kia đồ để nấu canh đi. Rồi thịt đó thì Mến sẽ kho luôn nha cả nhà. Mến đập cái củ tỏi này, không biết sẽ đập đó nha. Tỏi này nó có một tép một phần, nó không phải như mấy cái tỏi kia. Nếu mà tỏi kia thì sẽ đập ra làm nó nhiều được. Hùng với chú Ba đã vô rồi. Làm bây giờ Mến sẽ tranh thủ nấu ăn xem sớm. Làm đèn quá. Nhà có ba chú cháu à. Để cái này để hồi Mến sẽ thay xay làm khử mùi để nấu canh nha. Còn kho thịt thì Mến sẽ đâm gia vị khác. Giờ Mến sẽ bắt tay vào nấu luôn. Son thì Mến cũng để đã nóng rồi. Giờ Mến chế một chút dầu vô. Đó, để khử mùi tanh đó của mấy miếng thịt. Chú Ba giờ hiện tại mới vô và đi tắm rồi cả nhà. Nãy giờ chú Ba đang làm ở ngoài vườn xong, bây giờ cũng gần 6 giờ rồi chú Ba mới đi vô. Tỏi thì nó cũng hơi vàng vàng rồi, giờ Mến sẽ bắt đầu đổ này vô. Cái mùi thơm nó hợp lên quá trời luôn. Thịt để hồi xưa tới giờ nên là mình Mến phải giả đông đó. Cái này cũng như là hầm. Tại vì không Mến nãy giờ đi kiếm dao bự không có. Mấy cục này mấy cục cũng mấy cục xương rồi. Để xương để nấu canh cho ngọt nước thôi. Quá trời thơm luôn.
bay cái mùi làm thơm lắm thơm luôn. Xong nhà bánh sẽ đổ nước vào, rồi cái phần đổ nước này thì để cho nó sôi đi, để cho chín thịt luôn. Rồi bánh mới nêm nếm rồi bỏ rau vô. Đó. Giờ tới bánh sẽ kho thịt, đổ một cúp dầu nữa cho nó nóng đều đều chảo lên cái đây. Đó. Cái này thịt bỏ cho cái mến cũng luộc sơ nha. Rồi bỏ vô xào. Cho nó thấm. Chú Ba tắm chưa? Tắm không con chú Ba? Dạ. 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 Tảo này xuống dưới làm. Dạ, tảo làm dưới chú Ba. Hồi trưa con đi anh là Thảo làm buổi chiều cái gì á, hồi trưa con đi là Thảo chưa có lợi. Wow. Bữa nay mà Thảo không về ăn, tối nay Thảo không về ăn cơm là dư luôn á. Đây là thành quả của mến đang kho. Và cái nồi canh bên đây thì cũng đã sôi rồi. Đợi đậy hầm để cho nó thịt cho nó chín đi, cho nó mềm. Với lại này xong cái chảo kho này, cái mến mới bỏ rau vô bên cái nồi canh. Để xuống bếp luôn, lượt luôn. Ủa? Canh dạ? Canh mến đổ rồi hả? Sô canh hết rồi mà chú. Đây, thành quả của mến đã ra rồi đây. Còn canh thì cũng đã chín rồi, mến mới bỏ rau xuống. Canh thì mến rau thì vừa chín tới thôi, chứ không có cho chín quá thì nó sẽ không có ngon. Mến múc sẽ múc ra tô. Làm xới rồi mấy rồi. Chú Ba cũng đói nha. Làm vô mệt thì nên là nhanh đói hơn. Giờ cũng đồ ăn chín hết rồi cả nhà. Chào cả nhà nhé. Hôm nay hai chú cháu ăn cơm kho bị sớm ha. Hơi bị sớm à? Bị sớm. Mới nấu đồ ăn hơi trễ á. Thường là ở nhà ăn cũng trễ lắm. Rồi với lại chú Ba ăn cơm trễ nữa, 7 mấy 8 giờ gì mới ăn không à. Thì có một mình á. Có một mình á, khi nào đói là mới ăn. Dạ. Ủa sớm giờ mới nấu hả? Dạ. Nấu hay là mua đây? Con nấu á chú. Sao giờ giống đồ mua với ta? Á trời. Sao à? Giờ cũng trang trí rồi giờ cũng hấp dẫn đó nha. Hấp dẫn. Ủa, thiếu ớt. Thiếu ớt hả? Ừ. Để con bẻ cái ớt ở đây. Cái này nè. Dạ. Bỏ vô nó có ăn cây cây rồi chứ. Trời, cây cây the the ngon ngon hả? Ớt còn ớt sống luôn nha chú. Nó già được rồi chứ. Dạ. Ớt chín hết rồi. Chính nãy con bẻ vô làm hết rồi. Chúng ăn gì phải có tí ớt cho nó cay cay, nó có cái vị giác mà nó mới ngon. Dạ. Rồi con mời chú. Mời cả nhà. Mến xin mời cô chú anh chị nhé. Mời cả nhà ăn cơm chung vui với chú cháu nha. Ủa chú làm nó tắt nó gần gòi chưa? Ờ biết lâu lắm. Tới 700 cây là nó phải dễ đâu, ngày cao nhất làm chừng hàng hai hàng á. Rồi. Chà chôm tùm lum hết. Món này món kêu món gì? À, thịt cam mặn, ăn với rau chấm. Có mặn không? Không. Để nói thịt râm mặn là mặn, phải mặn nhưng mà mặn nhiều phải đó nha. Đừng có cho ngậm nó nghe, đừng có nuốt uống.
Mời cả nhà nha. Mời cả nhà ăn. Sao ta bữa ăn mít cục chưa? Rồi, ít lắm, ít thì nó cục lắm. Dạ. Mấy cú mèo à. Mấy bữa nó nhát lắm, bữa nay sao lì á. Có mặn không chú? Hơi bị mặn nhiều luôn á. Hơi bị mặn hả? Không bỏ ít lắm luôn rồi, nước mắm luôn á. Rồi, nếu mà có mặn thì chú ăn canh vô cho nó lạc lạc lại. Ăn mặn quá đâu có tốt. Bữa nay là con giảm cái lượng nước mắm lại nhiều lắm luôn á. Kiếm vợ rồi, về nhà. Bây giờ nó nấu. Sau đó mình tự trẻ ơi luôn chứ không có mướn rồi chú. Cái cây cảnh đó đâu phải dễ làm đâu. Dạ. Mướn mình nhọc công lắm. Giờ mình cho cái này cho nó vui, có công ăn việc làm hàng ngày mình làm nó tỉ mỉ. Trồng cây xanh rồi cái nó thành con gà, cái người ta bỏ cọc hết trơn này. Cây xanh thì nó dễ lắm. Dạ. Dễ uống lắm. Thì cây đó nó sức sống nó mạnh, dễ uống. Con tạo hình con gà, có cánh luôn. Người ta bỏ cọc hết trơn rồi. Mẹ con nó làm cái xăng á. Thế mẹ con nó điện mẹ con, nói mẹ con nói cái nào dướng dướng cắt bỏ đi. Nó đem nó cắt nguyên hai con gà luôn. Bán rồi 10 triệu rồi đó. Cuối cùng phải trả cọc người ta lại. Mà hơn người ta dễ, người ta không thường đó. Còn không? Còn mét không? Hơn mét đó. Ủa, đổ một con 10 triệu. Thì lúc đó lâu là 10 triệu có giá trị nha. Dạ. Nhìn gì? Hả? À, dây. Coi lông coi nè. Lông sao con nó y gan vậy à? Con nó nè, lông xù hết trơn luôn. Con đằng kia cũng vậy luôn. Đó. À. Quá trời, con nào ấy giống mẹ nó, y gan luôn. Lông xù không? Chú ba đi vô trồng cơm cho mấy con đệ tử ăn này. Cái da cọp, hoa cọp. Cái gì đây? Quá trời luôn, con nào nấy giống ghen mẹ nó, lông xù hết trơn. Cái gì vậy? Hả? À. Từ từ chú ba sẽ chọn cho ăn. Đó, con mèo nó lại nó xử trước rồi đó. Coi, vậy như mày. Kìa, con nó sủa rồi kìa. Nhỏ mà nó hung dữ thì ớn gì nha. Đó. Ngồi yên ngay. Ha. Ăn riết là quen rồi đúng không? Không kêu ngồi riết thì cũng khóng vô à. Tức là con kia con la, con nó ra ăn thôi chứ. Ủa hai. Chồng, ủa con hai con kia đâu ta? Ủa. Trời ơi. Ban đệ tử nhỏ cả. Ồ, cái lông xù ra coi nè. Ba con lông xù luôn. Giống y gan mẹ nó luôn. Mấy con lận mà cho hết bốn là còn ba nè. Rồi này để nuôi cho luôn chú. Chú chán là bốn con mà thấy mệt rồi. Ba con mèo, bốn cho mẹ. Rồi bảy đó con có cho bốn rồi còn ba này. Con nào? Nay mấy ai có xin cho mẹ cho luôn hai con. Cho luôn hả? Có ai đăng ký không? Mến có hỏi có khán giả đăng ký chú tặng hai con. Để hai con được rồi. Ăn con. Rồi coi rồi coi nó ngồi cái kìa. Tội không? Nước bật cho cắn đi. Trời, con về nó cắn nó bệnh đó. Con la hả? Ừ, con đó thôi nó hung dữ lắm. Sao bắt đầu chạy bây giờ như con mèo á. Con la.
chị qua ăn có mèo kìa. Con này thấy cái dễ lắm. Trời ơi. Quá trời, ăn nhanh quá. Mới đây mà hết rồi à. Nhanh dữ thiệt chứ. Mình thích nhất là ba con nhỏ nè. Rồi sao không ăn đi con, ngồi đây vậy? Ăn đi. Trời ơi. Nè, ở nhà thấy lông nó xù ra không? Đó, giống y gan như con... nó mẹ luôn, không xê chút nữa, ba con đều lông gì hết trơn nè. Quá trời luôn. Đây nho... nho giống mới nè, giống kêu nho đỏ trái dài á, người ta nó gọi nôm na cái gì, mà giống này giống H2N2 gì đó. À, quan thử coi. Này giống như cái màu nó tựa tựa như trái chăm vậy đó. Ăn nó giòn, hột vỏ nó dày. Bánh trên mời cả nhà nha. Ăn đi ăn lại, chú thấy cái giống nho này nó ngon hơn các cái giống nho khác á. Đúng không? Ngọt nó chua nó giòn. Còn cái loại móc tay một tím tím cái dài á, ăn ngọt, ngọt hắc, nó không có độ chua của nó. Nên... cái này nó bùi chua, ngọt ngọt. Nó ngọt ngọt chậm chậm. Giòn thiệt. Nhiều giống mà cái nho này mình nhìn là cái nho giống này ăn chất lượng. Yeah. Hiện nay thị trường bán ở ngoài bán 100.000 ký. Thì giá cũng tính nó cũng rẻ chứ. Yeah. Mở nhà em. Giống nho này nên tụi mình... cũng có rất nhiều giống nho mà thấy dùm dùm lại giống nho này ngon nè. Yeah. Nho này nho Ninh Thuận chứ không phải nho của nước, nhập của nước ngoài giống mình trồng luôn á. Cắn như là bụp vậy. Giòn, nghe giòn. Có giống Hàn Quốc nữa. Hàn Quốc mà tính ra ăn chắc không bằng nó này. Yeah. Trước có chút ăn một lần mà lâu quá chúng quên. Hàn Quốc nghe nó ký mấy trăm lần chú. 300 mấy 400 chứ. Đồng Hy nó mua đó. Ký 350.000 đó. Ăn nó cái hương của nó không có bằng nhau này. Cắn nghe nó bụp. Đó mình để mic gần nữa ta chứ. Mình xin mời cả nhà ly trà nha. Nãy giờ quên mời cả nhà uống nước trà chứ. Ăn cơm xong thì chú cho cái mến uống ly 2 ly trà với chú ba rồi xong mến chạy cũng chạy lên bệnh viện với thép. Nhằm khi giống như vệ sĩ ấy. Dạ. Không lên trải cái nhằm khi tối anh em có quay này quay kia rồi á thì con sẽ cầm máy quay rồi không có quay thì cứ ngồi ở ngoài lan can anh em nói chuyện này kia rồi cũng đỡ buồn. Trời giờ này xuống về bệnh viện người con sao chứ. Con thì bệnh viện đối với con quen thuộc quá trời ơi. Bệnh viện này không, nó không còn xa lạ nữa, lúc trước con sợ bệnh viện lắm mà từ lúc mà con đi làm tình nguyện viên rồi bệnh viện cũng như là ở nhà vậy. Tùy theo bệnh viện. Dạ. Chứ bệnh viện thành phố chú vô là cũng ngán, nó đông đảo, nó ồn ào, nó sao á. Dạ. Mà bệnh viện dưới này thì nó thấy cũng ít người, thoải mái. Dạ. Như khách sạn vậy bộ. Không, cái đó bên phòng dịch vụ á mà. Dịch vụ á. Dạ. Sạch sẽ mà nó êm lắm chứ. Dạ. Không có ồn ào. Sáng thì có người lại thay ga xong rồi lau chùi phòng. Thì như là dọn vệ sinh trong phòng vậy đó. Rồi thêm tắm, đi tắm rửa cho em bé. Nói chung là cái khu đó là cái khu, nó tóm năm nay là cái khu có tiền. Dạ. Mới đăng ký vô đó. Chứ mà khu mà không có tiền nó cũng gồm à một phòng 5-7 người. 400-500 ngàn một ngày gì á. Như phòng khách sạn chứ còn gì nữa. 400-500 một đêm, một ngày một đêm. Dạ. Tính ra phải mà người nghèo nằm cũng hơi bị rét á. Dạ. Nói chung mà nếu mà những anh chị nào mà không có tiền nằm phòng đó thì cũng hơi cực. Nhưng mà mình nghĩ lại là cái phòng đó thật sự là nó xuống hơn là cái phòng ở bên nằm tập trung. Tập trung là tại vì người có giường à.
đúng rồi. Rồi nó ồn ào, người ta đi ra đi vô á là nó rất là ồn ào, nó khó ngủ lắm. Nằm cái đó mà nó nằm cái đó nằm biết cái đó ngán mà điều sẽ ngán tiền chứ. Chắc có lẽ là Mến xin phép kết thúc video nha cả nhà. Và Mến cũng cảm ơn cô chú anh chị đã bỏ thời gian quý báu ra đã xem video và ủng hộ cho Mến nha. Thì Mến xin hẹn gặp lại cô chú anh chị trong những video tiếp theo nha. Còn bây giờ thì hai chú cháu xin chào và hẹn gặp lại.